Cáo đỏ Sierra Nevada xuất hiện ở Yosemite. Các giới chức cho biết vào hôm thứ Năm vừa qua, lần đầu tiên các nhà sinh vật học đã trông thấy một con cáo đỏ Sierra Nevada tại Lâm viên Quốc gia Yosemite ở California. Đây là một trong những động vật có vú quý hiếm nhất ở Bắc Mỹ với số lượng được cho là chỉ còn 50 con trên lục địa này. Một nhóm nhà sinh vật học đã có chuyến đi đến vùng xa xôi phía bắc của Lâm viên và ghi nhận sự xuất hiện của động vật có nguy cơ tuyệt chủng này vào ngày 13 tháng 12 và ngày 4 tháng 1. Bà Sarah Stock, một nhà sinh vật học tại Lâm viên cho biết, việc xác nhận lại sự hiện diện của cáo đỏ Sierra Nevada tại nơi hoang dã trong vùng núi Alp rộng lớn của Lâm viên Quốc gia Yosemite sẽ cung cấp cơ hội nghiên cứu nhằm để giúp bảo vệ loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Lâm viên quốc gia Yosemite rộng 747.956 mẫu Anh nằm ở phía đông của tiểu bang California, nơi nhìn thấy loài cáo đỏ gần nhất là trong khu vực đèo Sonora phía bắc của Lâm viên. Các nhà sinh vật học đã theo dõi một nhóm nhỏ loài động vật này tại đó từ năm 2010. Lần cuối cùng người ta bắt gặp cáo đỏ trong khu vực đó là khoảng 20 năm về trước.